Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái máy in Wi-Fi Inventor C320H Liên Wi-Fi. Máy này dùng Wi-Fi, ở đâu có Wi-Fi ở đó sẽ có inbuilt được. Và phần mềm Kiosk Việt chạy trên nền tảng Android in trực tiếp qua máy in Wi-Fi mà không cần phải setup làm bất kỳ vấn đề, chỉ cần setup một cái máy in IP máy in vào. Thì ở đây mình đã mở sẵn cái Kiosk Việt rồi, thì mình sẽ tắt mình mở lại cho các bạn xem. Thì cái máy Asus này nó đang chạy Android 8.1 Kiosk Việt. Ok, Kiosk Việt, Kiosk Việt. Đây, đây là Kiosk Việt. Nãy mình mở sẵn rồi thì mình sẽ tắt đi. Chuyện setup máy in trên cái boot Android này rất là dễ. Đó. Khi nào các anh chị em nào cần thì cứ liên hệ với mình. Này là mình mở Kiosk Việt lên. Thì cái đầu tiên bạn sẽ vào cạc để mà setup cái min đó. Chưa? Hiện tại là mình đã setup sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ tắt và mở lại. Ok min. Thì ở đây nó có máy in sẵn rồi. S. Các bạn chọn cái mã máy in của nó là SRT88i. Thì các bạn đặt tên build 2, tại vì hồi nãy mình đã đặt tên là view 1. Enter. Ở đây có chức năng là scan IP. Máy in C320HW của mình đã set cái địa chỉ IP là 192.168.1 và 1.100. Thì các bạn chỉ cần chọn OK. Kết nối. OK, thế là xong. Đây này là phần kết nối min rất là đơn giản. Thì mình sẽ thử bán vài món hàng. Đó. Bán ok khách lệ đúng không, bán nhiều hàng hơn. Đây. Thì ok thanh toán hoàn thành, thì ở đây mình sẽ bấm in. Tất một cái build được in ra ngay lập tức nè, tất cả là không dây. Cái này, cái máy Asus này cũng là sử dụng Wi-Fi, rất là gọn nhẹ, rất là dễ sử dụng và có thể treo tường được đó. Thì cái đặc điểm của máy in này nữa là nó chống short build. Khi bạn in ra bạn không lấy cái build ra thì lập tức nó sẽ tít. Này rất là phù hợp với cái nhà bếp ồn ào hay là cái nơi cái chỗ pha chế, quầy pha chế nó rất là ồn, thì chúng ta có thể dùng cái con này để mà chống sót pin mất pin. Mình sẽ thao tác lại một lần nữa. Ok, sáng nay mình sẽ sáng cái gì lên vậy? In ngay lập tức, rất là nhanh, rất là nhanh các bạn đó. Okay, một cái bill, cái này là một cái bill mình đăng ký cái demo trên Kiosk Việt. Hôm nay mình sẽ giới thiệu phần mềm Kiosk Việt, chiều nay mình sẽ giới thiệu một phần mềm khác về quản lý một cái doanh nghiệp mà có rất là nhiều cái chuỗi khác nhau. Đó, một cái giải pháp điều hành trung tâm rất là hay. Đó. Ok, cảm ơn các bạn nha. Ai cần có nhu cầu liên hệ mà để mua cái máy Xpinter C30HW này thì call cho mình, hoặc là máy Asus này ở Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội, Quy Nhơn, Nha Trang, bên mình sẽ tới setup tận nơi miễn phí. Ok, cảm ơn.